Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai vừa có quyết định số 2212 ban hành đề án tập trung giải quyết đối tượng là người lang thang xin ăn trên địa bàn tỉnh, thay thế quyết định số 4272 ngày 13 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Theo đó, đề án quy định về việc tập trung quản lý và nuôi dưỡng tạm thời người lang thang xin ăn trên địa bàn toàn tỉnh, phân loại xử lý giải quyết sau khi tiếp nhận đối tượng người lang thang xin ăn tập trung vào trung tâm công tác xã hội tỉnh Đồng Nai ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai giao sở lao động thương binh và xã hội chủ trì phối hợp với các sở ngành đơn vị địa phương liên quan thực hiện đề án này